Mày đi kiểu gì về? Chèo à? Ờ. Đấy. Thấy chưa? Ờ. Đây là cảnh bà con đi đi bán măng về. Không có đường về nhà là phải chèo như này các bạn nhé. Rất là nguy hiểm luôn. Giống kiểu gì đây? Ui, nguy hiểm thế. Cẩn thận nhá, ngã xuống suối 6 mét đấy. Quá nguy hiểm. Sợ thật đấy. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm nay là ngày thứ 3, những ngày mưa liên tiếp các bạn ạ. Trời buổi chiều hôm nay thì đã ngớt mưa một chút rồi, buổi sáng nay vẫn mưa. Hôm nay thì mình khi mà nước rút rồi thì mình vào cập nhật tình hình xem là cầu chống trơ nó hư hại như thế nào. Và bà con đi lại ra làm khao, cái cách khắc phục như thế nào, có thể khắc phục được không các bạn ạ. Hôm trước thì mình quay thì nó lũ quá khủng khiếp, 6 mét nước vượt qua cả mặt cầu và thổi bay hai bên đường dẫn. Nhưng mà không biết là cái lúc đấy là cái cầu nó có bị ảnh hưởng nặng nề hay không. Phiên hôm đấy thì mình chưa thể xác định được các bạn ạ. Hôm nay thì mình trở lại với cái cầu chống trơ để cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cùng biết. Và vào đến đây thì các bạn nhìn những cái cảnh đồi núi bên kia là cầu Tà Trơ kìa. Bên kia tận khe núi bên kia nên mình không ấy được, không ra đấy xem được nhé các bạn nhé. Đấy là những cái vết lở đấy. Đây là đường vào bản chống tàu đấy, nên những cái vết lở rất là nhiều này, sạt lở đất này. Cứ đi một đoạn lại sạt, đi một đoạn lại sạt. Kia, những cái vết đỏ trên kia là bản chống tàu đấy. Qua mấy cái cây nhỏ nhỏ đến đằng kia là chống tàu. Hôm nay thì mình điện vào với A Câu hỏi thăm tình hình thì A Câu bảo là hiện tại bây giờ là bà con là không đi được xe máy. Biệt lập sang bên này thì cũng không đi được, sang bên cầu chống trơ không đi được. Sang bên chống tàu kia thì cũng mất cầu, mất cái cầu sang chống tàu rồi. Và hiện tại thì bà con đang gọi là đi bộ, đi theo cái đường chống tàu này này. Đi ra đây để sửa một cái cầu thứ ba nữa cơ. Một cái cầu ngay ngoài cái chỗ mà không biết là các bạn theo dõi cái làm cầu Tà Trơ ấy. Thì ở dưới chân cầu Tà Trơ nó có một cái khe nhỏ nhỏ thôi. Thế xong là nó có mấy cái dầm sắt đấy, cái cầu đấy. Thì đợt vừa rồi này là thổi bay rồi. Đấy, thổi bay cái cầu đấy rồi, bây giờ bà con đang lấy cây à, hay là lấy cái dầm cầu ở đâu ấy, tức là khắc phục tạm thời cột điện hay là cái gì đó, thấy nói không rõ. Mình cũng nghe mang máng là huy động cả chống trơ này, chống tàu này, với lại thì như là cả Tà Trơ thì phải đi khắc phục cái cầu ngoài này. Đấy, hiện tại thì bà con đang không đi được xe máy, nói chung là chỉ đi bộ thôi. Rất là vất vả với cái đợt cơn bão vừa rồi thì quá khủng khiếp luôn các bạn ạ. Nó ngoài sức tưởng tượng của người dân ở các tỉnh ở phía Bắc, là nhất là khu vực tỉnh Yên Bái. Không thể ngờ được như tối hôm qua với sáng tối hôm qua, không thể ngờ được là cả một cái thành phố Yên Bái, những cái điểm địa điểm như mình tưởng tượng là không bao giờ nó ngập được. Ví dụ như là cây 5, cây 6, cây 4, cây 3. Nếu mà thường thường ngập ấy nó chỉ ở khu vực ven cầu ấy rồi, ven sông thôi, nhưng mà như tối hôm qua là lên hết tận, coi như là gần như là ngập hết thành phố rồi còn gì nữa. Đấy, hôm nay thì rất là nhiều đoàn cứu trợ đến để giúp đỡ bà con ở khu vực ngập lụt tỉnh Yên Bái. Thì hiện tại là nước tạm thời là cũng rút dần. Đấy, thì mọi người đang cứu trợ đấy rất là đông. Nhiều các đoàn từ thiện đến đấy để giúp đỡ. Thì mình hôm nay mình không ra đấy mà mình tập trung vào những cái bản làng vùng cao. Có những chỗ nào khắc phục thì mình sẽ kiểm tra và khắc phục ngay trong thời gian tới này các bạn nhé. Chứ còn làm luôn thì không làm được, mà chỉ khắc phục trong thời gian tới. Ví dụ như là
khu vực trống trơ, trống tàu hay là khu vực bản mù gì đó. Nói chung mình tập trung vào vùng cao nhiều hơn. Thì các bác mà có điều kiện thì có thể giúp đỡ bà con ở ngoài thành phố Yên Bái hoặc Lào Cai hoặc Phú Thọ. Rất nhiều tỉnh bị ngập lụt. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Về cái nhà ánh sao thì hôm nay vẫn trời mưa, vẫn chưa lợp được mái. Thì có khi có thể là đến ngày mai thì mới làm các bạn nhé. Hôm nay mình cập nhật trong này đã. Hôm nay là rút kinh nghiệm là không đi ô tô nữa. Tại vì đường xã nó sạt lở. Với lại rút kinh nghiệm là khi trời đổ mưa thì mình không đi. Đây là trời nó đang gọi là hết mưa rồi, cảm thấy an toàn rồi thì mình mới đi xe máy vào các bạn nhé. Chưa kể đi ô tô vào thì nó sạt như thế không thể đi được tiếp ấy. Rất là khó. Trời bây giờ nó còn hửng nó còn se se lạnh cơ. Rồi bây giờ tiếp tục đi một quãng đường khoảng chắc nó rơi khoảng 4-5 km nữa các bạn. Đây này, nhìn đơn giản nhất là phía dưới suối này. Nước bây giờ nó rút khá nhiều và cái vạch nước lũ nó lên hàng chắc phải 5-6 mét ấy. Đấy. Nó khủng khiếp thế cơ mà. Nhìn cái đá kìa. Tức là cái vạch trắng đến đâu là nước lên đến đó. Mà hiện tại bây giờ nó rút xuống chắc còn khoảng đâu mấy chục phân không? Hay một mét không? Nguy hiểm thật. Cái đường chống tàu kia mình nghĩ là hư hỏng rất là nặng. Chống tàu đi bằng cái đường rất là bé nhé. Đường chỉ có khoảng độ 80 phân đường thôi. Tà trơ cũng vẫn đường bé thôi. Đây là những chỗ sạt lở. Không nhầm là hình như là có máy sửa qua thì phải. Vẫn có lốt sạt nhưng mà đường thì đã thông các bạn nhé. Tạm thời là đi được. Đây này, những cái vách đá kiểu này nó nọ đi ghê các bạn. Chỉ sợ có tảng nó sạt xuống. Nó không cần to đâu nhá. Sạt lở này nó chỉ cần một hòn bằng cái mũ cối thôi. Nó dã vào đầu mình thì coi như là xong. Ấy, những cái tảng đá này mà đi qua mà nó sập xuống người chết đấy. Cái này máy sửa qua rồi. Không nhầm là máy của thủy điện hình như là đi qua để chắc là thông tuyến để cho máy móc vào sửa chữa hay vận hành cái gì đó. Thì họ sửa qua thôi, họ chưa làm sạch sẽ các bạn nhé. Đây này, mình nhớ những chỗ này hôm qua là đấy, lộ ra những hòn đá như này mà. Cây cối kìa. Rất nguy hiểm luôn. Ui, cái này hôm qua mình đi qua trình chưa sạt đâu. Đoạn này này. Chắc sáng nay hay là những nào mới sạt đâu. Đấy, hôm qua là để ô tô ở đúng chỗ này. Đúng chỗ này luôn này. Thì cái bờ suối này đã bị sạt xuống hết. Đấy, chỗ này là máy sửa rồi đây này. Đó. Cái này mà không múc đi hết mưa xuống nó lại trôi xuống hết rồi. Qua mình đếm có 6 chỗ sạt mà. Đây, chỗ này múc đi rồi. Dân ở thu hoạch cái gì đây? À, quả chuối. Mình cứ tưởng là quả khoai, củ khoai. Sắp đến mùa khoai rừng rồi các bạn nhé. Khoai nương ấy, khoai nương ấy. Sản phẩm đấy chuẩn bị là kênh gửi đi toàn quốc ấy. Khoai nương họ trồng trên nương cao này này. Ăn ngon nhất trong các loại khoai luôn đấy.
khoai lương người Mông, chạm tấu. Trên này nó có hai cái đặc sản đó là của người Mông chạm tấu, đó là khoai nương và măng ớt các bạn nhé. Còn ở Mường Lò thì nổi tiếng nhất là thịt gác bếp và chẩm chéo. Đấy. Trên này có cả gà đen nữa. Đấy, mấy cái đặc sản. Đây, những chỗ này. Cứ đất đỏ thế này là sạt ghê lắm. Chỗ này hôm qua sạt mới thì phải. Chỗ này gần đến cầu sạt mới. Ôi giời ơi. Đây, chỗ này qua mình phải chạy ở chỗ này đây này. Chỗ này nguy cơ xuống rất là cao và nhiều nhá. Đá nó lộ ra như này. Ở Yên Bái nếu mà nói về sạt lở thì năm nay có lẽ là sạt lở nhiều nhất trong tất cả các loại các năm, mà thiệt hại về người về thiệt hại về của chắc là nhiều nhất đấy. Đây, rẽ vào trên này xem từ trên này xuống xem như nào. Ui, có con người đang trèo kìa. Ấy, nhìn cảnh bà con đi lại kìa các bạn, nhìn thấy không, thằng trẻ con nó trèo lên cầu nó đi kìa, ghê không, hay là người lớn kìa, nó đang trèo đấy, như kiểu là sắp rơi xuống cái kia, trèo đầu cầu để nó di chuyển qua sang bên này đấy. Ôi, nguy hiểm thế. Đấy, người trèo đó các bạn ạ. Khiếp nhỉ. Nó quét xuống. Hiện tại nhìn ở bên trên này thì về tổng thể của cây cầu chống trơ thì gọi là không thấy có hư hỏng gì. À, chỉ hai bên đường dẫn thôi, nhưng mà bây giờ không biết là xuống dưới có vấn đề gì không. Còn kia là bên kia là đường là lên bản chống tàu các bạn nhé. Ở chỗ kia có một cái cầu ấy, tí nữa nếu mà đi qua được thì mình sẽ đi lên đấy, nhưng mà xe máy chắc chắn là không đi được rồi. Đấy, qua đấy thì có một cái cầu ở bên kia nữa là cũng bị trôi hết rồi, chỗ cái đường cua cua kìa. Nhìn như này mới biết được là cái lũ nó khủng khiếp như thế nào các bạn. Nó đi lên đúng tận chân cái bảng tin, tức là chân hai cái mố của cái cầu cũ kìa. Tí nữa xuống cái đấy mình cho các bạn thấy rõ hơn. Khủng khiếp thật. Có vẻ như là cầu vẫn còn ổn các bạn ạ. Có những cái dây dựa gì chắc là của đội thủy điện nó vướng vào đấy rồi. Với lại có những cái mảnh bê tông hay mảnh đá rất là to kè ở bên cái bên trái của tường cánh phía bên kia. Bây giờ mình xuống tận nơi để xem tình hình như thế nào. Bán cái gì về đây? Cây măng à? Măng hay chuối? Măng à? Mùa này có khoai, nhổ khoai chưa? Nhổ khoai chưa? Chưa nhổ à? Báo à? Trời. Đây đây, ai bán cái gì đây? Ấy à? Xin chào, có cái gì bán đây? Măng. Măng gì xem nào? Măng nứa.
Mùa này là đang mùa măng nứa này, ngon thế nhỉ. Bao tiền cân này? Ngon thế. Lấy đi. Lấy đi ai? Nhưng mà không cầm tiền mặt, có bán không? Bán tận đâu đấy? Đó. Bán ở ngoài này. Cameraman cầm ấy không? Cầm tiền không? Mua về làm mua về nhà hàng được này, ngon thế. Đây lùa xong phơi khô ăn ngon lắm. Mùa này đang bắt đầu mùa ngon nhất của măng khô, măng nứa nhá các bạn nhé. Thì các bác mà có nhu cầu thì liên hệ đến với kênh. Nhưng mà tiếc quá là không cầm tiền. Thôi đi bán đi, hôm nào ngày mai ngày kia vào mua nhé. Có phơi khô không? Có. Phơi khô thì bán đeo túi nhá. Mùa này là mùa măng nứa khô đấy, rất là ngon luôn. Nhà hàng mình thì cũng làm canh là làm cái món măng nứa. Măng nứa om xương các bạn. Đấy, bà con trống trơ là hiện tại là đi bán nông sản là đi bộ các bạn nhé, không đi được xe. Mình đi xe máy xuống chân cầu xem có được không? Ui, cái đường này như kiểu là càng ngày nó càng dốc thì phải. Ngày xưa cảm giác mình đi chở vật liệu ở đây cảm giác sao nó dễ thế mà bây giờ sao nó nhìn nó nguy hiểm thế không biết được. Xuống chắc tí chưa chắc đã lên được ấy. À, bà con ngày nào cũng đi này. Kinh thật. Dại rồi. Ui, bên này sạt lở kiếp quá. Mình nghĩ dại rồi, đi xuống thế này chưa chắc tí nữa đi lên được ấy. Đây hiện tại thì chúng ta đã đến cầu rồi các bạn ạ. Một cái khoảng lở, cái khoảng bị sạt từ đây ra đến đầu cầu thì nó rơi vào khoảng độ 8m các bạn nhé. Trôi đường dẫn đi bên này khoảng 8m, bên kia thì không biết là bao nhiêu mét. Hơn đấy, bên này phải tầm khoảng 10m đấy các bạn ạ. 10m. Tính từ cái chân mình đứng này, từ đây vào khoảng 10m. Nó sạt xuống khoảng, bây giờ mình xuống tận nơi để đo các bạn mới biết được. Tỏ là nước quá là khủng khiếp luôn. Kia là bê tông ấy rồi. Kia không nhầm là tấm bê tông ở thượng lưu rồi. Nó bị lột lên hay sao ấy. Nó bị bật lên rồi mới kê lên đấy. Đúng rồi đấy. Đây chúng ta vào phía bên này trước. Đấy ngày xưa là múc. Đây là chữ của chú Tổng đây này. Tôi đã đo đến đây này. Mình nhớ là ngày xưa là đấy làm cái trụ cầu cũ dài 40m là đến kia. Chính cái điểm này làm cái giữ cái đầu mố này này.
Thì cái đấy là cái cầu kia thì trọng tải nhỏ với lại là mức độ quá dài nên là không được cấp phép, thế nên là chuyển sang làm cái cầu kiên cố này. Đây hiện tại thì đã bị sói đi khoảng 2 mét, tầm 3 mét, 3 mét đất các bạn nhé. Cái chiều dài từ đây ra đấy khoảng 10 mét, 10 mét đấy. Còn những cái bê tông thì nhìn chung là vẫn còn đang rất là kiên cố, không có vết nứt nẻ hay là bị làm sao cả các bạn ạ. Đây là phía bên thượng lưu. Đấy, đây là thượng lưu các bạn nhé. Nhìn ở bên trên mặt nước thì chúng ta có thể thấy là mày đi về kiểu gì? Xem bạn này về trước đã. Mày đi kiểu gì về nhà? Mày đi kiểu gì về? Trèo à? Ờ. Đấy. Thấy chưa? Ờ. Đây là cảnh bà con đi đi bán măng về, không có đường về nhà là phải trèo như này các bạn nhé. Rất là nguy hiểm luôn. Bên kia nó không sâu thế à? Bên kia thế à? Đâu xem bên kia xem. Đấy, này mới biết được bà cây cầu nó quan trọng với bản làng, với bà con như thế nào các bạn ạ. Bên đây đi dây xuống. Nguy hiểm thế nhỉ. Đấy, mỗi khi phải đi ra ngoài thì bà con phải leo trèo như thế này đây, rất là khó khăn vất vả. Xin chào nhá. Quá nguy hiểm luôn. Đấy, nhìn chung từ mặt tiền này nhìn vào thì bên thượng lưu này là tình hình là các trụ cầu là còn nguyên bản này, tường cánh còn nguyên bản này, và hình như là có đúng cái sân của thượng lưu kia là ở đúng cái đầu hõm trên này là bật lên đó. Còn mọi thứ vẫn còn rất là chắc chắn kiên cố các bạn nhé. Chắc là nếu mà nó bị sứt mẻ thì chắc nó sứt mẻ ở dưới cái đoạn chân kia kìa. Đấy, đoạn đấy có khi là nó sẽ có những cái vết sứt tại vì đá, những cái hòn đá như thế này này. Các bạn này, những cái hòn đá như thế này khi mà với tốc độ nước lũ nó rất là lớn, nó cao bằng cái mặt cầu đấy thì nó chắc chắn nó sẽ có độ va đập, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không đến mức độ đâu. Tại vì điểm đấy là điểm gần đến điểm đáy rồi. Tí nữa mình sang bên đấy mình kiểm tra thì nó dễ hơn. Còn nhìn ở bên này thì cơ bản là cầu vẫn còn nguyên vẹn, rất là chắc chắn. Đây, ra tận bên này cho các bạn xem. Sâu, hơi sâu, nếu mà nông một tí nữa thì lội xuống thì đẹp. Đấy, các bạn tưởng tượng xem nước nó nhiều đến cái mức độ nào các bạn nhé. Đây, hiện tại thì nước bây giờ vẫn còn khoảng độ 1 mét nước, gần đến 1 mét. Thì nước bay qua trên cái lan can này thì các bạn tưởng tượng nó khủng khiếp đến như nào này. Ôi, nước nhiều nước. Đây, độ cao của mình với như này mà nước bay lên tận lan can kia thì các bạn nghĩ nó như nào. Quá khủng khiếp luôn. Sợ thật, không thể tưởng tượng nổi luôn. Bây giờ chúng ta di chuyển xuống phía bên dưới, quay lên và đi lên trên cầu xem cái phía bên kia nữa.
các bạn này. Ở dưới này là mình biết trước kiểu gì là nó sẽ đánh vào đây. Nó đánh vào đây để tại vì cái dòng này là cái dòng này nó đang rộng, là mình cái thiết kế cầu này là nó hẹp vào một chút, thế nên ở đây có những cái giọ đá mà có bê tông, thế nên là nó đánh vào đây nhưng không đánh xuống được nữa, mà nó bắt buộc nó phải chạt qua trên. Thì hiện tại giọ đá vẫn còn nguyên này, giọ đá này, đá vẫn nguyên này. Đó, chúng ta xuống bên dưới này thôi. Ngày xưa nó không lộ như thế này đâu các bạn ạ. Ngày xưa nó không lộ hòn đá vào chân hòn đá như này đâu. Ui ui, kinh không? Nó quét hết cả chân đi này. Cái hòn đá này ngày xưa nó có đất ở đây mà. Ui, bây giờ đây này, nó lộ hết những cái hòn đá to lên này. Ngày xưa nó không lộ này đâu nhá. Nó có đất điếc bao phủ hết khu này này. Đây, tổng thể nhìn từ bên dưới lên này. Nói chung là vẫn còn tổng thể vẫn còn nguyên vẹn các bạn ạ. Vẫn còn khá là ổn đấy. Hình thức là vẫn còn nguyên si, không bị sứt mẻ đâu. Đây là nhìn từ bên dưới lên. Đây, chỗ này là hôm trước là mình khi mình quay là nước nó đây các bạn này. Đây là những vết nước tàn tích của nó đây, nó quét qua như này đây. Đây. Đấy, khủng khiếp không? Tay mình với vẻ hai tầm tay mình chắc mới lên đến cái ấy kìa. Đến cái vết nước kìa. Này mà cái cầu nó vẫn đứng vững kiên cố như thế này thì mình phải nói là cái cầu này nó quá là khỏe đấy. Nếu mà không có độ liên kết thì mình nghĩ là khó mà qua khỏi cái trận lũ vừa rồi này. Quá khủng khiếp. Đây. Cơ bản là vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn còn rất chắc chắn các bạn. Bây giờ làm sao mà di chuyển ra bên kia được? Mình phỏng đoán là nếu mà nó hỏng thì chắc là cái sân thượng lưu ấy. Sân thượng lưu, sân hạ lưu thì không biết là có hỏng không, nhưng mà cái sân thượng lưu là nó có một giật cấp ở cái chỗ cái hòn đá kia. Nó đánh xuống xong nó mới nhấc lên. Thì mình nghĩ là cái đoạn đấy là nếu mà hỏng là hỏng ở đoạn đấy. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang tận bên kia cầu theo cách của bà con đi lại xem. Đây là cách di chuyển của bà con khi mà đi từ trong bản ra ngoài các bạn ạ. Dùng bằng một cái sợi dây thừng, không bắt đầu là trèo lên. Mà nó rất là nguy hiểm nha, cái này mà rơi xuống là còn chết được cái chứ, đập đầu xuống đây này. Không phải đơn giản đâu. Không biết là trèo kiểu gì thế này. Hơi căng các bạn ạ. Ây da. Ôi. Đấy. Bà con muốn đi chợ đi búa là phải đi bằng cách này các bạn nhé. Trèo lên như này. Đây là phía bên trên cầu. Bên trên mặt cầu này hoàn toàn nó nguyên vẹn. Nước vượt qua đây này. Đây là những cái rác này. Nước vượt qua mặt cầu các bạn nhé. Đây là những cái rác. Cầu này là rộng 4, lọt lòng là 4 mét rưỡi.
Dài là 20 mét này. Bề dày của cái này là 50 phân. Cộng với cái bề cái gờ chắn bánh này 25 phân. 25 phân cao, 25 phân vuông đấy. Nói chung là mọi thứ ở trên mặt cầu thì còn ổn, ok. Không có vấn đề gì. Đây là những cái vết cát thôi. Đây các bạn này, những cái này là những cái ống này chắc là ống nước của thủy điện. Khi mà nước nó dâng cao qua mặt cầu thì những cái vòi này nó vắt qua đây. Nó mắc ở đây này, bà con buộc giữ lại. Những cái ống rất là xịn luôn. Đây là mố cầu phía bên bên này, bên cái này xuống kiểu gì ấy? Nguy hiểm thế nhỉ? Nhìn ghê chân thế. Đấy, không có sợi dây có cái gì nguy hiểm quá. Đấy, bà con không mang được bè được ấy ra ngoài, còn để ở đây này. Phía bên này thì cũng giống hệt như phía bên kia các bạn ạ. Ở phía bên bên đáy cầu bên này thì nó cũng rơi vào khoảng cái phía bên này thì có vẻ nó khoét sâu hơn một chút, nó rơi vào khoảng 3 mét, gần 4 mét, 3 mét rưỡi. Phía khoét sâu này. Ơ đi theo đây. Chợ à? À, đi xem nào. Mùng á? Mùng ấy. À, đi lấy củi à? Còn phía bên này thì đây các bạn này, cái này là cái mố cầu cũ này. Đấy, vẫn còn nguyên nhé. Nước chỉ lên đến cái vạch kia thôi. Không lên đến mặt cầu được. Còn đây là những cái giọ đá này. Đây là tường cánh hạ lưu. Giọ đá. Nó cũng đánh cho cũng gần tan đấy. Vẫn còn nguyên, vẫn còn cái vỏ giọ thôi nhưng mà cũng căng phết đấy. Đây, xuống bên dưới này trước. Bây giờ nó lộ hết cái đá củ này lên rồi các bạn ạ. Cái nền móng của cái cầu này thì nó rất là chắc. Đây là phía bên dưới nhé, hạ lưu. À, chúng ta sẽ lên bên trên kia xong vòng xuống. Chỗ này cũng lở vào khoảng chắc khoảng 10 mét. Cao là chỗ dưới này nó sâu, còn trên này nó rơi vào khoảng độ 3 mét. Những cái hòn đá to này thì cái đợt trước mà thủy điện làm ấy thì mình có nhờ cái máy 200 ấy, cái máy to ấy, là họ vần vào đây. Họ vần cho ở đây, xếp ở đây với cùng với máy mình nữa. Là xếp những cái tràn đá rất là to ở đây, thế mà tràn đá to thì giữ lại được, còn đất thì đi hết. Đây nó khoét vào chỗ này rất là sâu này. Ngày xưa chỗ này đất nó tôn ra đây nhiều phết đấy. Đá đất vào đây này. Đây nó bật qua cái hố này này. Nó bật qua cái hố vũng này xong bắt đầu nó mới phóng vào đây. Cái hòn đá này rất là nguy hiểm, thế mà vẫn không lở này. Vẫn còn nguyên bản này. Ngày xưa đây là cái bãi tắm. Bãi tắm này thì có cái sân hạ lưu đây. Dày như thế này mà nó bật lên được mà. Đấy, sân này phải đến 40 phân dày. Thế mà nó bật lên được, sợ nhỉ. Dã man thật. Bây giờ phải cạn nước thì mới biết được nó ở chỗ nào lên.
Giờ thử mò mò xuống đây xem như nào. Đây này, chỗ này mình nhớ ngày xưa mình nhớ làm chỗ này là mình dặn bà con là phải làm bê tông thật kỹ này thì vẫn giữ lại được cái chỗ này. Mình ở kiểu gì kiểu nó cũng đánh vào đây mà, nó đánh thẳng vào chỗ này. Đấy, nên là chỗ nào có bê tông, có đá hộc xây thì còn nguyên. Từ dưới chân này lên còn nguyên. À, lên bên trên mặt đất là bay hết. Chỗ này làm khá vất đấy, chỗ này để trước được quan đá vất vả phết đấy. Ui, con này sâu lắm các bạn. Ui, sâu quá. Tưởng nhảy qua đây được cũng không được. Đi từ bên dưới đi vòng lên thôi. Đấy, đi bán măng về đấy. Phải treo à? Nào, thử xuống cho A Tú xem đây nào. Bán được mấy cân măng? Bán được mấy cân măng? Mười cân không? Bán được 10 cân không? À. Đấy, cảnh thực tế bà con di chuyển đi lại bằng cách là leo trèo các bạn ạ. Thế không để dây ở đây họ đi thế nào được? Không. À, mình mang về nhà. Không để đây nữa à? Ồ. Đấy, bà con vận chuyển như à đi lại bây giờ là bằng cách này đấy, leo trèo đấy nhỉ. Trèo lên trèo xuống, trèo cẩn thận nhá, ngã đập đầu xuống đây. Nguy hiểm lắm. Những cái hòn đá to này này, nó đánh vào chân cầu là những cái hòn đá này này. Đây là chúng ta đang đứng ở dưới gầm cầu rồi các bạn nhé. Nhưng mà đất đá nó vùi sâu quá. Đây, các bạn nhìn anh em chống trơ với mình đổ cái bê tông này. Nó như thế này cơ mà. Thế mà nó còn bật lên như này được thì các bạn biết là như nào. Cái sức nước nó như thế nào. Quá khủng khiếp luôn đấy chứ. Nhìn này. Dày này. 20, 40 phân này. Mà nó nặng như thế này mà nó bẩy lên được. Khủng khiếp không? Không biết ở chỗ nào lên đấy. Mình nghĩ là ở bên ngoài này. Xem nào. À, cây này có cái cây này là cây này là cây trống. Trống lên đấy này này. Chắc là ở khu này thôi. Khu gần đây này. Sợ nhỉ. Dài với chiều dài khoảng xem nào. 3 mét các bạn. 3 mét. Cao là khoảng gần 3 mét. Mà đổ rất là chắc chắn nhá. Nó cậy cả tảng lên không gãy thế này. Chỗ này chắc mình nghĩ là nó lấy ở chỗ này lên. Không biết là có phải không nhỉ. Đây là lấy ở thủy điện xuống nhưng mà không chắc là phải rồi. Ở chỗ này này, nếu mà nó gãy ở chỗ này này. Chỗ này là nước nó đánh mạnh nhất chỗ này. Đấy, chắc nó lật ở đây lên, gãy lên, nó úp vào đây. Đây, cái này đánh bị đánh sứt đây này. Để xem nó có hư hại nặng không nhá.
này nó bị sứt đấy. Xem là đến móng cầu chưa. À, chỗ này bị sứt các bạn ạ. Chỗ này bị sứt một một góc. Không ảnh hưởng lắm đâu các bạn nhé. Ở bên này má bên phải thì vẫn còn nguyên. Ở bên trái thì bị sứt một tí rồi. Nói chung là nhìn tổng thể là riêng về cái cầu huyền thoại chống trơ là không bị hỏng quá nặng các bạn ạ. Từ đấy nhá, mình xem cái chỗ này lại đã. Không ảnh hưởng nặng lắm các bạn ạ. Nó sứt một góc do là một viên đá, chắc là một viên đá to. Nó đánh vào đây nó sứt vào khoảng tầm 20 phân ấy. Có một đoạn sắt thò ra thôi. Cái này thì nếu mà tôi làm xử lý thì đổ lại ở bên ngoài này. Còn cái này nó lấp lên phải đến gần mét rồi nên là rất là khó xác định. Nếu mà thiệt hại nặng nhất thì mình nghĩ là cái sân thượng lưu này thôi. Đây. Sân thượng lưu thôi chứ còn về kết cấu của cầu thì vẫn nguyên các bạn nhé. Phía bên kia mình nhìn ở trên tổng thể ở trên là nó không quá là phức tạp đâu các bạn. Tạm thời là cây cầu này vẫn ổn. Còn cái này nếu mà muốn nó đợt trước ấy, thật ra là cái khi mà thiết kế lúc mà vào làm ấy mình cũng đã bảo bên kỹ thuật là làm hai cái trụ để đỡ cái những cái hòn đá nó đánh vào đây này, nhưng mà cái lúc đấy các bạn ạ kêu gọi lúc đấy tiền rất là khó khăn, một cái cây cầu cũ đã kiểu là đã bị vướng mắc, xong rồi cái thứ hai là số tiền nó vượt lên rất là lớn nên là kêu gọi mãi mới được, thì những cái phát sinh đó thì không dám làm nữa. Lúc đấy là tại vì lúc đấy kêu gọi nó chưa đủ các bạn ạ, nên là bản vẽ như nào thì mình làm y nguyên như thế, còn phát sinh mình không dám làm thêm ấy. Cái này là nếu mà hôm nào khắc phục ấy thì có thể là khoan dâu vào xong là đổ tam giác ra như này này, đổ chỉ cần đổ 1 mét thôi mà, không cần đổ quá, là đổ nó cao tầm này thôi, tại vì đá là bao giờ nó cũng lăn ở dưới, nó không bao giờ nó nổi lên trên này. Thì đổ tam giác vát ra như này nhọn ra như này thì nó đánh ra hai bên rồi nó không sợ. Như này là đây này, những cái vết này là những vết đá này vết dưới này thôi, vết dưới này, trên này chắc là cây que các thứ thôi. Đấy, tổng thể thì mọi thứ đều ổn các bạn nhé, mỗi cái sân thượng lưu này thôi. Ok, bây giờ chúng ta lên trên kia để xem cái phương án giải quyết như nào nó hợp lý các bạn. Còn phía bên dưới này thì đây, tất cả các cái đây kiểm tra phía bên dưới này luôn này. Ôi, sâu thế. Đấy, bây giờ mình đứng như này là đến sân nó rửa đây này. Để sân bằng đấy, sân đáy đấy. Khổ là những cái này nó bị bồi cao quá. Nhưng mà không sao đâu, ổn đâu các bạn.
Đây phía bên dưới thì gần như là không ảnh hưởng một cái gì hết, không sứt mẻ, không gì hết. Những cái trụ dưới này này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút quân ra bên kia thôi. Nhặt củi à ba? Nhặt củi à? Có bây giờ còn nhiều trâu không? Hả? Nhu... Tôi nhùng à? Đi sang cầu á? À? Đi sang cầu à? Mình ở bên này à? Trèo đi à? Không đi đâu quá à? Không đi bên kia đâu quá à? Chippo à? Chippo lùi sữa à? Đấy, các bà ra đây nhặt củi các bạn. Giờ mình sẽ di chuyển đi bộ lên đây xem nốt cái cầu ở bên sang bên chống tàu nhé. Xem nó hỏng hóc hư hại như thế nào xong quay về đây để lên cái kế hoạch phương án như thế nào để xử lý cái cầu. Đây là đường lên bản chống tàu đi đường kia. Hôm nọ nó hai cái lòng nó gặp nhau ở đây này, quánh trắng cả khu vực này ra luôn. Đấy, còn đây là đường này là những cái đoạn cua gấp nhất ở bản chống trơ đây. Xưa làm nhà ở trên này xe vận chuyển hỏng bao nhiêu là thứ vì nó quá tải các bạn, nó nặng quá, xe cộ hư hỏng hết. Hôm anh Hải đi chỗ này mình còn ghê tụt xuống hủm ấy, vì một bên là vực, bên là tả ly, mà cái dốc, độ dốc này á quá cao. Đấy mà cua này cơ mà gấp. Ôi, mệt. Đấy chỗ này sạt đây này. Cua như này mà tay lái yếu không thể đi được, quá nguy hiểm. Đấy, một bên này lên chống trơ này, một bên này sang chống tàu này. Đường bên chống tàu này mở cũng như đoạn chống trơ ấy, đường đất. Mình được đi đúng một lần, từ lần đấy là mình đi làm nơi khác nên không lên bao giờ nữa. Ngày xưa đây có một cái cầu, cầu hay là cái cầu hay là cái cống ấy mình cũng không rõ được, bên nhà nước người ta làm, thấy bà con bảo nó trôi đi rồi, ra đây xem nó như nào. Thở nổi. Đây là dạng như là cầu tràn ấy, cống tràn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy không, nó khủng khiếp như thế này cơ mà. Đấy, chờ đúng hai cái bi cống ra như này này. Đây, cái này là của nhà nước nhá, không phải là của thiện nguyện nào đâu. Đấy các bạn nhìn thấy không, khủng khiếp, cũng phá tan hai bên này luôn. Mà hai cái cống này rất là to đấy, lên trên miệng cống này xem nào. Đấy, nó phá tan hai bên. Nên là về việc cầu đường, cầu cống thì năm nay thì mình nghĩ là trên vùng cao thì thiệt hại quá nhiều luôn. Cái này thì cái lỗ cống nó bé quá, cây cối nó đá nó đè vào nó phá rồi, nó hơi nhỏ thật. Thế nhưng mà nó cũng chả có năm nào nó lũ to như này. Bình thường thì nó không đến mức độ này đâu mà. Lúc người làm người ta cũng lên bản vẽ, lên thiết kế hết rồi, nhưng mà khi mà nó bị vượt quá ngưỡng lịch sử thì không thể tránh khỏi được. Tiếc nhỉ.
cầu như này, cái cống này. Kiên cố lắm đấy chứ các bạn, không đơn giản đâu. Sang bên này xem nào. Cái cống này vẫn còn nguyên các bạn nhé, gần như vẫn còn nguyên luôn đấy. Này, bà con di chuyển đây này. Các bạn bảo bà con đi lại giữa hai bản đây, khó khăn như này không ạ? Đấy. Đây là hình cống vẫn còn nguyên, nhưng hai bên đường dẫn này cũng phá tan hết, cả trên mặt này tan hết. Cống làm rất là kiên cố đấy, kiên cố chắc chắn đấy, không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà nó bị phá hai bên đường dẫn. Cái này thì nếu mà khắc phục tạm thời thì vẫn lấp xuống, vẫn đi lại được, nhưng mà để mà lâu dài thì mình nghĩ cái này nó chắc nó không đủ tải đâu, hơi khó vì cái lòng suối nó to quá. Nếu mà tính từ bản chống tà trơ này, chống tàu này, chống trơ này, trong háng gàng kia thì mình không biết, nhưng hiện tại vào đến đây đã hỏng 3 cái cầu rồi. Chắc khoảng độ 5 km thôi, hỏng 3 cái cầu các bạn nhé. Đấy, hiện tại thì bản chống trơ thì đi xe máy thì qua đây thì chắc chắn là không qua được rồi này. Khiêng xe thì cái này khiêng đi thế nào được, rất là khó. Gần như là bị cô lập vì xe máy nhá, còn đi bộ thì bà con vẫn leo trèo qua đây được. Kể cả leo trèo bên kia được, nhưng mà đi xe máy thì đến hiện tại là hôm nay là ngày thứ 3, sắp hết ngày thứ 3 thì vẫn bị cô lập các bạn. Đấy, bản chống tàu thì không biết là ra ngoài được không thì mình không biết, nhưng riêng chống trơ là cô lập rồi. Kia có người đi đâu kìa, có người đi qua suối kiểu gì kìa. Đấy, củi à? Lấy gì đây? Chắc đi lấy củi hay sao ấy. Ôi, mùi chết ơi. Tưởng được rơi đây nó trôi đi gần chết đấy. Ai giờ đi xuống thì khó hơn. Đi xuống là khó hơn đi lên các bạn. Đi củi á? Thế bây giờ bản chống tàu có đi qua ngoài được không? Bây giờ đi lên bản á? Không, đi ý là đi ra ngoài đường to có đi còn đi được không? Đi được thôi anh. Đi bộ à? Đi bộ thôi, tắc hết rồi. Tắc hết. Mấy cây cầu ngoài kia sập hết. Cầu cái cống ở chỗ hàng chơi nó sập. Thế còn cái ở chống tàu còn được không? Còn mà. Cái cầu sắt vẫn còn à? Ây da, đợt này căng đấy nhỉ. Đường có bị sạt không? Sạt nhiều á. Hay thì đúng rồi. Thế á? Cái đợt này là theo em đánh giá là nó có căng hơn đợt 2018 không? Đợt này nó căng hơn ấy. Căng hơn à? Căng hơn 2018. Vượt hơn cả lũ lịch sử đúng không? Ừ. Thôi để hôm nào vào ấy bàn bạc sau anh về đã. Đi lấy củi gì? À. Giờ di chuyển sang bên kia để tìm cái phương án giải quyết, tức là hai bên này nó giống nhau các bạn ạ. Đi sang bên kia để xem cái tình hình thực tế để mà tìm hướng khắc phục các bạn. Bây giờ bà con còn lấy cái dây đi rồi, không biết đi lên kiểu gì thế này. Ô, đi thế này á, chết đấy, đùa đâu. Wow. Ui,
Ây xa, trèo được cơ à? Bán gì đây? Hả? Măng à? Ồ. Đấy, cách vận chuyển của bà con đây này, vất vả chưa này? Được nhiều không? Bây giờ đi xuống kiểu gì? Mệt à? Nào thử xem đi xuống xem nào. Mùa này mùa măng ngon thế. Đấy, nhìn bà cảnh bà con đi bán một cân măng này, các bạn thấy nó vất vả, nó nguy hiểm như thế nào khi mà không có cầu các bạn. Hả? Mua hay là không mua? À, Tú không cầm tiền. Chị mua cái gì nhỉ? Chị mua tiền là cái gì? Chị mua nhà, chị mua nhà. À. Cẩn thận nhá. Xuống từ từ thôi. Đấy, xem bà con mang được mấy cân măng đi thì nó nguy hiểm như thế nào đấy các bạn này. Xuống được không đấy? Buộc dây vào, lấy cái dây chạc kia buộc vào. Đấy, cởi lấy cái dây chạc ấy. Chặt lấy cái này để mà... Để lấy dây mà xuống chứ. Chặt đứt đi để mà lấy dây xuống. Hôm nào lại buộc giả hò đây, chặt vào đây. Đứt à? Không mang dao đi à? Dao có. À, thế trèo xuống lấy dao còn nhanh. Đấy, được rồi. Bên kia. Cởi cái này ra này. Hả? Cái này của ai đây? Hả? Cái này không trôi đi được đâu quá à? Đấy, để lại một đoạn ngắn thôi để buộc cái này. Đập đi, để lại một đoạn. Không biết của bác nào đây nhá, xin một đoạn dây để cho bà con đi lại. Mình lại buộc giả thôi, nhưng mà xin đi một đoạn dây. Vô. Xem nào, xuống xem nào. Cẩn thận rơi nhá. Xuống kiểu gì đây? Ui, nguy hiểm thế. Cẩn thận nhá, ngã xuống suối 6 mét đấy.
quá nguy hiểm. Sợ thật đấy. Xuống bên này chả dễ hơn à? Ôi trời. Đấy các bạn nhìn thấy cái cảnh bà con đi lại nó vất vả chưa các bạn? Mệt nhỉ. Người dân ơi, bán nhà cho nụ quá. Bán á, nhưng mà bán tiền cho nụ ra. Tiền bắn tiền cho nụ á? À? Cái này có cân có kẹo đâu mà. Cái này là măng nứa đúng không? Này mà mình mang tiền thì tốt quá nhỉ, mua về nhà sàn làm canh cho khách ăn toàn cái đồ sạch như này mà. Đấy các bạn mua thì có mùa này có măng khô rất là ngon nhá. Trên kênh có nhá, đây. Măng nứa khô này. Đây là măng nứa tươi nhá. Đấy. Ngon thế. Bán tiền cho nụ. Bán tiền cho nụ á? À? Nụ mấy nè. Ờ. Bán tiền được. Cân chưa? Chưa. Ừ. Canh cho đâu? Hả? Ý chó. 10 cân á? Ờ, ừ, để đấy. Ờ. Ờ, cứ mới sách lên kia đi. Đấy, hôm nay thì mình vào đây cập nhật cho tình hình cho tất cả các bạn cùng biết là về cái cầu huyền thoại Trống Trơ. Thì sau khi mà cơn lũ lịch sử thì hiện tại cầu đang rất là vững chắc các bạn nhé. Kiên cố, đứng giữa dòng suối. Về kết cấu thì hiện tại là không hỏng một cái vấn đề gì. Có mỗi cái sân thượng lưu thì nó đã không... Nó gần như là nó chỉ là cái chắn nước để không sói vào đế cầu thôi, thì nó bị hỏng một chút ở bên, phía bên thượng lưu. Còn lại về trụ cầu này, móng cầu này, mặt cầu này, tường cánh, lan can, tất cả mọi thứ là rất là kiên cố, chắc chắn, an toàn, đảm bảo các bạn nhé. Còn hai bên đường dẫn này thì do cái lũ lịch sử nó vượt quá mốc lịch sử năm 2018 thì nó bắt buộc nó ép dòng là nó phải đẩy ra hai bên. Thì cái này thì về phương án sửa chữa khắc phục sau lũ thì mình sẽ bàn bạc cùng với bà con xem là bà con có khắc phục, tự khắc phục được không, hay là cần nhờ tới địa phương có khắc phục được không, hay là nhờ tới kênh cùng với các nhà hảo tâm. Mình nghĩ là địa phương rất là khó khăn, thời điểm này cả tỉnh đều bị hỏng hóc rất là nhiều. Riêng cái xã Làng Nhì này thì không biết là bao nhiêu nhà bị sạt lở và bao nhiêu tuyến đường bị sập cầu nữa, nên là mình nghĩ là cũng rất là khó khăn. Trong thời gian tới xem bàn bạc với bản làng như thế nào thì mình sẽ thông báo lại cho các bạn theo dõi trên kênh nắm bắt. Còn về cái phương án sửa chữa thì mình nghĩ là đừng nên lấp đất nữa, mà phải làm hai bên hai cái cống cống hộp ấy, dạng cống hộp rộng khoảng 3 mét, cao khoảng 2 mét thôi. Đấy, đổ đế khoảng 50 phân như này, điền khối như này, xong bắt đầu xây hai bên lên giống như kiểu mình làm cái cầu bản bình thường ấy. Thì xây lên khoảng 2 mét xong là đổ dàn làm sắt, xây đá hộc luôn nhé, không cần phải là xây sắt, xong là đan sắt ở phía bên trên và đổ tấm đan, à đổ mặt cầu, đổ mặt cầu từ đây vào này, khoảng từ đây vào này. Đấy, xong lại lấp đất bên trên nữa để cho nó khi mà nước cao quá nó dồn thoát ra hai bên cống này nữa, hai bên cạnh của hai bên cầu này này, thì nó mới đáp ứng được. Nếu mà lũ bình thường như hàng năm thì không sao các bạn nhé, nhưng mà đây là vượt ngưỡng lịch sử rồi, thế nên là nó bị thế này thì là cũng không thể trách được ở cái phần nào cả. Kể cả bà con rất là cố gắng, bên thi công thiết kế rồi là bên nói chung là các ban ngành đều đã rất là cố gắng rồi, chung tay góp sức rồi, nhưng mà cái này nó do thiên tai, các bạn cũng phải chấp nhận và khắc phục sửa chữa thôi. Ngày mai chúng ta sẽ lên trị ánh sao để lợp mái. Còn phần cầu Trống Trơ này thì sau khi mà nước rút hẳn thì bà con có hướng khắc phục sửa chữa thế nào, sẽ bàn bạc cùng với địa phương hay là cùng với kênh như thế nào thì mình tiếp tục cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cùng biết. Hiện tại thì mình về đã, mủ chế đã các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Chỉ biết nói lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng kênh xây dựng một cây cầu quá là kiên cố chắc chắn như này. Rất là an tâm các bạn nhé, không việc gì ảnh hưởng đâu, yên tâm. Xin chào, hẹn gặp lại. Mùi chế ạ.
Bắn tiền cho An Lù nhá.